Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Laptop. Và có thể nói là trong cái khoảng tầm giá từ 25 đến 30 triệu đồng thì đa phần anh em sẽ tìm tới những cái mẫu laptop gaming để mà thỏa mãn cái niềm đam mê game thủ của mình. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ nói tới một cái sự lựa chọn mà mình nghĩ là xứng đáng nhất trong cái khoảng giá tiền này. Đó chính là chiếc Dell Inspiron 5482. Vậy thì cái điểm ấn tượng nhất trên Dell Inspiron 5482 là gì? Xin thưa, đó chính là đây. Gặp một phát, nó thành một chiếc máy tính bảng rất ấn tượng đúng không? Vậy thì ngoài khả năng xoay gập như thế này lên đến 360 độ thì Dell Inspiron 5482 còn gì để mà xứng đáng với lại cái giá tiền trong khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng hay không? Thì chúng ta hãy cùng đi tìm ra lời giải đáp thông qua bài đánh giá chiếc laptop này nhé. Và cái lần đầu tiên khi mà mình được bắt gặp cái chiếc Dell Inspiron 5482 này, lúc mà nó gặp máy như thế này đây, mình thấy tại sao lại có một cái chiếc laptop mà nó giống với lại dòng Dell XPS đến thế, mặc dù nó thuộc về phân khúc gọi là cận cao cấp nếu như đối với lại những cái mẫu laptop của Dell. Và khi mà mình nhìn vào cái tông màu bạc như thế này cùng với đó là logo Dell đã tạo cho mình đây là một cái cảm giác rất cao cấp, mặc dù là mình nhìn mình cảm giác nó không nguyên khối cho lắm do chúng ta vẫn còn một cái đường vát, hai cái đường vát ở đây để mà còn chưa phần bản lề để có thể xoay gập được, nhưng mình đánh giá nó không sao cả, vẫn giúp cho Dell Inspiron 5482 nhìn chung là toát lên được cái vẻ sang trọng khi mà mình mới lần đầu tiên nhìn vào. Và khi mà mình dở lên như thế này để mà tiến hành lần đầu tiên sử dụng máy thì mình có thể nói là rất khó có điểm chê đối với lại thiết kế của màu Dell Inspiron 5482. Và lúc mà mở lên như thế này thì cái phần bản lề mình có cảm giác là nó hơi ghì tay lại một chút khi mình mở ra như thế này. Và ghì tay thì cũng có thể là dễ hiểu thôi, bởi vì cái phần bản lề phải làm hơi cứng và chắc chắn để giúp cho tăng cái độ bền của phần bản lề khi mà chúng ta liên tục xoay gập như thế này để mà chuyển đổi giữa dạng laptop với lại cái dạng tablet trên chiếc Dell Inspiron 5482. Nhưng mà nhìn chung cái phần ghi tay và cái phần chắc chắn này là mình cảm giác yên tâm hơn thôi, chứ không có cảm giác là phiền phức gì mỗi khi mà mở máy ra. Và cái phần kê tay làm từ nhôm cũng làm mình vừa thích mà vừa hơi lo. Thích là bởi vì khi mà mình để lên thì lúc này là cái phần kê tay làm bằng nhôm nó rất là mát lạnh, nó làm mát cái phần cổ tay của mình để mà khi mà mình gõ văn bản hay là thao tác với máy thì có cảm giác là nó mát tay, nó dễ chịu và nó giúp cho Dell Inspiron toát lên cái độ sang chảnh hơn hẳn. Và lo lắng là do nếu như mà anh em nào hay ra mồ hôi tay hoặc là chúng ta ngồi gần cắm vô những cái ổ điện mà cái khả năng cách điện của nó không tốt thì lâu lâu để vào cái phần mà ngay cái góc như thế này nè thì chúng ta có thể dễ bị giật nhẹ một tí xíu, hơi hơi thôi chứ không có gì đâu mà anh em phải quá lo lắng nhé. Và phải nói là rất hiếm khi xảy ra cái tình trạng này cho nên anh em cũng không cần phải quá quan tâm lắm đâu. Tuy nhiên thì các cái đường nối giữa những cái tấm khung kim loại trên chiếc Dell Inspiron 5482 này mình vẫn có thể thấy được nếu như mà chúng ta nhìn kỹ đi đôi chút, đặc biệt là ở cái phần đáy máy. Lúc đầu thì mình hết hồn luôn và tưởng là tại sao mà máy mình mới khui thùng ra mà đã có những cái đường xước dài như vậy rồi, nhưng mà kết quả là không, vì nó là những cái đường khớp nối giữa cái phần đáy máy và cái phần khung bao quanh như thế này. Qua đó mình vẫn tạo cái cảm giác là nửa dưới cái phần khung đáy dưới của Dell Inspiron 5482 nó vẫn chưa thực sự nguyên khối cho lắm, và mình cảm giác hơi thất vọng một chút khi mà nói về cái phần đáy máy cũng như là cái phần khung về cái sự kết nối giữa hai phần này lại với nhau. Còn lại thì ở những cái điểm khác, chẳng hạn như là về cổng kết nối thì mình đánh giá cao, bởi vì là trên chiếc Dell Inspiron 5482 này chúng ta vẫn có những cái cổng kết nối cơ bản nhất, chẳng hạn như là cổng HDMI hoặc là cổng USB 3.0, và tất nhiên là khe cắm thẻ nhớ microSD cũng có mặt. Và Dell Inspiron 5482 kỳ này thì còn có thêm một cái cổng USB-C nữa để chúng ta có thể kết nối với nhiều cái thiết bị thông minh khác, chẳng hạn như là smartphone hay là tablet. Chỉ có điều hơi đáng tiếc một chút, đó chính là máy đã bỏ đi cổng LAN RJ45 rồi, cho nên những anh em nào thường xuyên sử dụng cái cổng Ethernet, cổng LAN RJ45 này, đặc biệt là các anh em làm về phần cứng mạng thì anh em có thể lưu tâm một chút khi mà chuẩn bị quyết định chọn mua cái chiếc Dell Inspiron 5482 này nhé. Và cái cách mà Dell thiết kế cái hệ thống tản nhiệt trên chiếc Inspiron 5482 này cũng làm mình hài lòng, bởi vì đầu tiên các bạn có thể thấy được đây là cái phần khe tản nhiệt Dell họ làm rất là rộng rãi và thoải mái trên chiếc Inspiron 5482 này, để đảm bảo được là khi mà máy render hay là xử lý các cái tác vụ nặng thì máy vẫn hút gió được vào được nhiều, từ đó giúp cho con chip CPU cũng như
là GPU không bị nóng lên quá nhiều trong cái quá trình mà chúng ta render hay là chúng ta chơi game. Và cái phần thoát nhiệt ra thì lúc này Dell họ cũng tinh tế khi mà để hai cái khe tản nhiệt nằm ngay ở kế bên dưới cái phần bản lề này luôn, giúp giấu đi cái khe tản nhiệt để tăng cái độ nguyên khối của máy lên. Nhìn chung về thiết kế của Dell Inspiron 5482 thì mình đánh giá là nó phù hợp với rất nhiều đối tượng, từ những bạn nam cho tới các bạn nữ, và đặc biệt là những bạn làm dân văn phòng hay là graphic designer thiết kế sẽ rất thích cái phong cách rất là đơn giản nhưng mà sang trọng chiếc 5482 này. Còn các bạn game thủ thì sao? Mình nghĩ nó vẫn phù hợp với các bạn game thủ luôn. Tuy chỉ là một cái tông màu bạc nhìn đơn giản như thế này thôi, nhưng nó vẫn toát lên được cái sự lạnh lùng, thể hiện được cái sự mạnh mẽ của chúng ta rồi đó. Và cuối cùng thì mình quên là mình cũng không thể nói tới được cái trọng lượng chỉ là 1,8kg của máy. Và với cái trọng lượng này thì giúp cho Dell Inspiron 5482 vừa đạt chuẩn, tức là không quá nặng cũng không quá nhẹ, nếu như so với lại những chiếc laptop trong cùng tầm giá. Với khối lượng này thì các bạn có thể dễ dàng bỏ vào ba lô để mà mang vác đi khắp nơi mà không sợ cảm giác gọi là đau vai khi mà mang cái chiếc Dell Inspiron này 5482 đi theo chúng ta sau một ngày làm việc. Và khi nói về cái phần màn hình của Dell Inspiron 5482 thì mình khoan nói về cái độ lớn cũng như là cái độ phân giải, bởi vì cái điều mà mình muốn trải nghiệm đầu tiên trên màn hình của chiếc laptop này đó chính là khả năng cảm ứng của nó. Và kết quả là mình hoàn toàn hài lòng, bởi vì khi mà mình vuốt chạm cũng như là thực hiện các cái tác vụ bằng 2 hay 3 ngón tay như là thu phóng này nọ vân vân thì mình có cảm giác là độ trễ gần như là bằng không luôn. Chạm đâu, ăn đó và vuốt đâu thì nó lật theo cũng như là nó cuộn trang di chuyển theo, tạo cho mình một cảm giác hài lòng. Và cái độ rít tay khi mà mình thao tác ở trên màn hình của Dell Inspiron 5482 cũng gần như là không có luôn. Mình có thể dễ dàng vuốt chạm từ đầu bên này đến đầu bên kia của màn hình mà không sợ việc là bị rít tay để ảnh hưởng tới cái cảm giác mà mình trải nghiệm chạm vuốt ở trên màn hình của Dell Inspiron 5482. Tuy nhiên đến đây thì mình có cảm giác một chút hơi thất vọng về cái phần bản lề cũng như là phần màn hình, bởi vì khi mà mình chạm ở ngay 1/3 từ đây nè, mình chạm lên nửa trên ở phần màn hình thì lúc này mình dù chạm nhẹ hay là chạm mạnh đi chăng nữa thì phần màn hình của máy cũng đều bị rung. Vì vậy nếu như những anh em nào mà đôi mắt của chúng ta hơi bị mỏi và thao tác nhiều với lại cái phần cảm ứng chạm mà chạm ngay cái 1/3 nửa trên này và nó rung nhiều thì chúng ta dễ tới cái tình trạng là nhìn vào lâu nó sẽ bị chóng mặt và mỏi mắt, chứ cũng không có gì ghê gớm cả. Còn lại với độ lớn là 14 inch cùng với lại độ phân giải là Full HD thì vẫn đủ đảm bảo để Dell Inspiron 5482 mang lại một cái góc nhìn rộng, cùng với đó là các tông màu sắc được thể hiện đúng và cái dải màu từ gam màu đỏ nóng cho tới những gam màu mát lạnh như là xanh dương hay là xanh lá cây hay là tông màu trắng đều được thể hiện đúng cái tông màu của nó, không bị quá rực cũng như là ám xanh hay là ám vàng gì cả. Và khi nói về phần màn hình của Dell Inspiron 5482 thì mình cảm giác nó sẽ là một sự thiếu sót nếu như mình không nói tới cái tính năng gọi là Dell Cinema. Vậy thì cái tính năng này nó làm được cái gì? Thông qua cái tính năng Dell Cinema này thì cái màn hình của Inspiron 5482 nó có thể thể hiện được nhiều cái hiệu ứng filter, tức là các cái bộ lọc màu màn hình khác nhau, từ đó giúp cho bạn có được một cái chất lượng hình ảnh mình đánh giá là nó tốt nhất theo từng cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và đây là điều mà hiếm có chiếc laptop nào có được. Và khi mình thử bật cái chế độ xem phim trên Dell Cinema lên thì lúc này màu sắc nó sặc sỡ và sống động hơn hẳn, xem phim thích hơn cực kỳ luôn. Và cái phần bàn phím của Dell Inspiron 5482 đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nó, bởi vì khi mà cái phần bàn phím này mình gõ văn bản liên tục luôn để mà mình soạn thảo ra cái kịch bản để đánh giá ngay chiếc laptop này luôn, mình gõ đâu đó khoảng gần 2.000 chữ trong khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ thì mình không hề có cảm giác mỏi từ cổ tay cho đến cái ngón tay một tí nào cả, bởi vì cái hành trình trên bàn phím này là vừa đủ nè, cùng với đó là độ nảy tốt và khoảng cách giữa cũng như là cái kích thước giữa các bàn phím được thiết kế ở mức là hợp lý nhất. Cái chiếc laptop này đã làm mình cũng không tốn nhiều thời gian, chỉ cần đâu đó khoảng tầm 1 ngày thôi là mình cũng đã quen với lại cái layout bàn phím của Dell Inspiron 5482 để có thể dễ dàng làm việc cũng như là chơi game trên cái mẫu laptop này. Và lúc mà mình chơi game thì mình cảm giác là cái hành trình phím của nó, do cho nó chỉ là vừa đủ thôi để tối ưu hóa cho việc chúng ta gõ văn bản, cho nên khi chơi game chúng ta nhấn liên tục vào những cụm phím như là QWERTY hay là cái cụm phím di chuyển WASD liên tục thì lúc này là mình đánh giá là nó không đã cho lắm, bởi vì là mình có thể
là nó nhấn vào nó không có cái độ sâu cần thiết đủ để mình cảm giác đã như là chơi bấm cho những cái bàn phím cơ. Và bên cạnh đó thì cái cụm phím điều hướng, bốn cái phím điều hướng mũi tên thì nó cũng quá nhỏ, bởi vậy những anh em nào có bàn tay cho những cái ngón tay to, nếu mà sử dụng thường xuyên cái phím bốn mũi tên này cũng sẽ cảm thấy là hơi bất tiện. Và những anh em nào hay đá FIFA Online 3 hay là FIFA Online 4 ở trên bàn phím, mà đặc biệt là bàn phím của laptop, thì anh em cũng nên suy nghĩ lại việc mua bàn phím rời để mà trải nghiệm game trên chiếc Inspiron 5482, bởi vì cái cụm phím điều hướng của nó mình như mình đã nói nó khá là nhỏ. Còn đối với những anh em nào mà chơi game Liên Minh hay là Dota 2 sử dụng thường xuyên cụm phím QWERTY thì vẫn có thể dễ dàng thao tác được mà không cần phải mua bàn phím bên ngoài đâu anh em nhé. Cái phần trackpad của cái mẫu laptop này mình có thể nói là cái phần là gọi là cái phần diện tích của nó thì không quá lớn. Nếu như mà anh em nào sử dụng 2 hay 3 ngón tay để mà thao tác thì sẽ có cảm giác là hơi tù túng. Nhưng mà đổi lại thì nó được phủ lên một cái lớp kim loại giúp hạn chế cái việc là bám vân tay, cũng như là hạn chế được cái việc mà tay có cảm giác là bị rít khi mà thao tác ở trên cái phần trackpad của Dell Inspiron 5482. Và cái độ nảy của những cái phím bấm chuột trái và chuột phải mình đánh giá là rất tốt, bởi vì mình bấm một phát là nó nghe tiếng lách cách như thế này và không cần phải dùng lực quá mạnh để mà thao tác được cái phần trackpad ở trên chiếc 5482 Dell Inspiron này của chúng ta. Nói về cấu hình và hiệu năng thì con chip Core i7-8565U kết hợp cùng 8GB RAM và card đồ họa rời MX130 sẽ giúp cho Dell Inspiron 5482 này thoải mái đáp ứng cho bạn các cái tác vụ cơ bản đối với lại một bạn làm dân văn phòng thường xuyên sử dụng các cái phần mềm như là Word, Excel hay là PowerPoint. Còn đối với những bạn chuyên về graphic design và thường xuyên sử dụng những cái phần mềm như là AutoCAD hay là chỉnh sửa hình ảnh như là Photoshop, Lightroom, Illustrator thì vẫn có thể thoải mái thao tác ở trên cái chiếc laptop này. Và để thử thách cái cấu hình cũng như là hiệu năng của Dell Inspiron 5482 thì mình sẽ thử chơi ba cái tựa game, đó chính là FIFA Online 4 với mức độ họa thiết lập cao nhất, bật cả khán giả lên luôn nè. Còn sau đó là mình sẽ đổi qua đánh Dota 2 với những cái thiết lập setting đồ họa khác nhau, và cuối cùng là PUBG với hai mức thiết lập, đó chính là Medium và Very Low, để xem coi cái mẫu laptop này thể hiện ra sao nhé. Và đầu tiên thì đối với lại cái tựa game FIFA Online 4, khi mà mình bật đồ họa max setting luôn cùng với việc bật khán giả lên thì FPS khi vào game vẫn duy trì được ở mức khoảng 55 FPS. Đây là một cái con số mà mình đánh giá là nó quá ổn dành cho một cái card đồ họa tầm trung là MX130. Và khi chuyển sang một cái tựa game đồ họa nặng hơn một chút là Dota 2 thì khi mình bật cấu hình tối đa lên luôn thì FPS lúc này nó tuột rất mạnh, chỉ còn khoảng từ 10 đến 12 FPS mà thôi. Nếu như chúng ta chỉnh về cái cấu hình dưới mức trung bình một chút thì FPS lúc này sẽ lên được tầm 30. Lúc này nó sẽ chơi khá là ổn và khi combat khung hình cũng không bị sụt giảm quá nhiều. Và cuối cùng là với cái tựa game PUBG thì cấu hình medium là quá sức đối với lại cái mẫu Inspiron 5482 và FPS đa phần chỉ ở mức là từ 11 đến 15 mà thôi. Đây là một cái mức FPS mà quá là thấp. Đôi lúc nó chỉ mới lên được 20 hay là 25 FPS khi mà chúng ta loot đồ hay là trốn ở trong nhà. Còn nếu như mà muốn chơi PUBG ở trên cái chiếc laptop này thì bạn phải thiết lập đồ họa ở mức thấp nhất thì FPS lúc này lên được mức 30, thì khi mà chúng ta chạy bo hay là đổi súng hoặc là khi dòm địch thì FPS nó mới không bị sụt giảm, từ đó mang lại một cái trải nghiệm chơi game nó ổn hơn. Tụ chung đối với lại các bộ cấu hình nói trên thì Dell Inspiron 5482 sẽ phù hợp với lại các bạn học sinh sinh viên có nhu cầu là chơi game ở mức độ họa trung bình đối với những cái tựa game hiện nay, và các bạn làm dân văn phòng cùng với những bạn thường xuyên sử dụng Photoshop, Adobe Premiere kết hợp với After Effects thì lúc này là chúng ta nên suy nghĩ lại đôi chút nhé. Còn nếu như mà các bạn mà chơi game nặng hoặc là những bạn là game thủ hardcore thì chúng ta có thể suy nghĩ lại về việc lựa chọn cái mẫu laptop này, bởi vì nó không phải là một mẫu laptop dành chuyên cho dân chơi game đâu anh em nhé. Và đối với Dell Inspiron 5482 thì mình phải nói thêm một cái phần ngoài lề, đó chính là cái khả năng bảo mật của máy. Thì những chiếc laptop Windows như anh em đều biết thì nó vẫn có thể thiết lập mật khẩu bằng 4 số hoặc là thiết lập mật khẩu bằng một cái cụm password nào đó. Và với Dell Inspiron 5482 thì chúng ta có thêm một lựa chọn nữa, đó chính là bảo mật bằng chính dấu vân tay của chúng ta. Và khi mà thiết lập dấu vân tay ở ngay trên cái nút nguồn của chiếc laptop này, nó vừa là nút nguồn cũng như là cái nơi nhận dấu vân tay luôn, thì quá trình thiết lập dấu vân tay mình đánh giá là nó hơi lâu một chút, do phải giữ lâu cái ngón tay và rồi mới nhấc ra được, cùng với đó là phải để ngón tay ở theo nhiều chiều hướng khác nhau, lúc đó mất gần một phút thì chúng ta mới thiết lập xong cái dấu vân tay ở trên chiếc Dell Inspiron 5482. Tuy nhiên khi mà đã thiết lập xong rồi thì lúc này cái quá trình mở khóa rất là nhanh, khi mà khởi động máy lên tốn tầm nào đó khoảng 6 giây, và các bạn chỉ việc đặt ngón tay đã đăng ký vào cái phần nút nguồn một cái thôi là chưa đến 1 giây, lúc này là chúng ta đã mở khóa được Windows để mà vào sử dụng. Mình đánh giá là nó tiện lợi hơn hẳn khi mà sử dụng cụm password
4 số hay là cụm số này nọ vân vân. Và thêm một cái lưu ý nữa, nếu như anh em đặt cái password nó quá đơn giản thì chiếc laptop Dell này nó sẽ không chấp nhận đâu, nếu như mà chúng ta vừa đăng ký vân tay vừa đăng ký password anh em nhé. Tiếp theo đó chính là về khả năng tản nhiệt. Và như anh em thấy thì cái độ mỏng của Dell Inspiron 5482 thì nó không quá mỏng. Vì vậy thì nó sẽ có nhiều cái khoảng không bên trong để mà tải lượng nhiệt ra hơn, từ đó giúp cho anh em yên tâm hơn khi mà sử dụng những cái tác vụ nặng. Và mình cũng đã thử đo cái nhiệt độ của CPU cũng như là GPU khi mà mình chơi PUBG ở mức thiết lập độ hoài là trung bình, thì lúc này nó chỉ dao động từ mức 75 đến khoảng 85 là độ mà thôi, không bao giờ vượt quá mức 90 độ. Qua đó cho thấy khả năng tản nhiệt trên Dell Inspiron 5482 là tốt. Và cuối cùng về thời lượng pin thì đây là một trong những điểm là mình cảm thấy hài lòng nhất trên Dell Inspiron 5482 sau cái thiết kế cũng như là cái màn hình cảm ứng của nó. Bởi vì từ khi lúc mình sạc đầy luôn và mình sử dụng các cái tác vụ hỗn hợp như sau: mình chơi FIFA Online 4 đâu đó khoảng 30 phút, rồi mình viết nguyên một cái bài đánh giá, cùng với đó là có xem phim, làm Photoshop cũng như là lướt web trên cái chiếc laptop này, thì kết quả là máy chịu được gần đến 6 giờ đồng hồ. Và khi mà mình đánh giá cái chiếc laptop này thì nó cũng mới vừa hết pin luôn. Mình sạc từ sáng hôm qua nhưng tới chiều hôm nay thì pin nó mới hết. Và đó anh em thấy là pin nó trâu tới cỡ nào. Nếu như mà chúng ta sử dụng những cái tác vụ cơ bản như là văn phòng, còn khi mà anh em chơi game và chơi game liên tục không cắm sạc thì nó chỉ trụ được đâu đó khoảng tầm gần 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ, nếu như anh em chơi game thôi nhá. Còn đối với những anh em làm tác vụ văn phòng, nếu như mà có lỡ quên mang sạc đi thì vẫn yên tâm, máy vẫn có thể trụ được từ sáng đến tối để anh em làm việc với lại cường độ liên tục. Tóm lại về Dell Inspiron 5482 thì những cái điểm mạnh của nó đó chính là nó có một cái thiết kế phù hợp với lại nhiều đối tượng, màn hình cảm ứng cho một cái độ trễ gần như là bằng không, cùng với đó là chất lượng hiển thị hình ảnh rất là sắc nét. Cấu hình của Dell Inspiron 5482 cũng phù hợp với lại nhiều đối tượng, chỉ trừ các bạn game thủ gaming hardcore mà thôi. Và cùng với đó là cái khả năng tản nhiệt cũng như là thời lượng pin đều sẽ phù hợp với lại những bạn thậm chí là sử dụng ở cái mức cường độ cao nhất cho những cái tác vụ làm việc văn phòng của mình. Và tất nhiên là máy cũng vẫn còn đó những cái khuyết điểm, chẳng hạn như là cái phần khớp nối giữa đáy máy và khung máy nó cũng vẫn còn chưa thực sự là nó trơn tru và mượt mà cho lắm. Cùng với đó là cái cụm bản lề này khi mà mình thao tác cũng như là cảm ứng thì nó vẫn còn bị rung đây. Và cái thứ ba nữa đó chính là khi mà mình chơi game cũng như là render thì cái phần đế, cái phần mặt bàn phím này nè, nó sẽ bị nóng lên ở ngay cái phần hai khe tản nhiệt, tạo cho mình một cái cảm giác hơi khó chịu một chút khi mà mình thao tác với lại cái cụm phím số 1, 2, 3 hay là nút F1, F2, F3 hay nút Escape, bởi vì nó cũng bị ảnh hưởng cái phần nhiệt lượng tỏa ra từ cái phần khe tản nhiệt ở ngay cái phần bản lề của máy mà thôi. Nhưng nhìn chung thì Dell Inspiron 5482 là chiếc laptop phù hợp cũng như là xứng đáng với lại cái giá tiền, đâu đó giá dự kiến là 27,49 triệu đồng của nó. Và không biết anh em nghĩ như thế nào về cái mẫu laptop này, mời anh em cứ thoải mái để lại bình luận của mình ngay phía bên dưới nhé. Tất nhiên đừng quên bấm vào nút like, share và subscribe để đón nhận thêm những video hấp dẫn hơn từ kênh YouTube của tụi mình trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mình là Nhật và xin hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp.